sợ. Rồi để nói mày đi qua kia ngồi đi. Mày sợ thật gì mà đủ mà tiền mà. Ăn nhậu bỏ trong bụng mày mà tiếp tiền cái gì mà tiếp tiền mẹ ơi. Ủa nhưng mà bây giờ hai con đủ cho 6 thằng không chứ năm? Thì đủ, mẹ tao nấu cho mày hai con đi, mà thiếu kêu liền, có tiền rồi trong túi mày sợ gì cái chuyện đó. Mày sợ không có tiền mà không dám kêu nữa. Đem ra này không đủ ăn, kêu thêm liền. Đủ trong túi mà có tiền mà nó năm ơi bằng thêm nữa. Cho con hai ca chờ đá chứ năm. Vì đâu có gấp như mày, đủ mẹ cũng phải từ từ chứ. Dạ, 1 tiếng 2 tiếng cũng được. Tao đâu có thời gian đâu mà nghĩ đủ má vô là cái đủ mẹ trà đá liền. Tao phải từ từ của mình tao mà. Chứ chứ nó cho nó có làm phụ không? Không cần. Nó làm phụ đi năng nỉ mà. Không có làm chi mẹ ơi, từ từ đi. Đi cho năng nỉ cho làm phụ cho bạn. Đủ quán này nó tài tử mẹ ơi, vừa vừa thôi được rồi, cần chi làm dữ cho mày, đủ sức khỏe là vàng, đủ mẹ đéo có sức khỏe lấy gì mà làm. Như sáng giờ đầy bụng đầy đủ ăn rồi. Ý là quay là sáng giờ ông lời mấy chục triệu rồi đó. Đây là mấy chục triệu đủ để mẹ tao bán ma tí gì mà chứ không có buồn của mày ơi. Tại vì chú Năm nó sáng giờ khỏe rồi đó. Mẹ có nghĩa là kiếm được 300 ngàn đủ má bán xì ke ma tí thì được vài chục triệu. Bán con gà như con cặt nứng mà kêu đủ mẹ tiền nhiều. Mẹ có buồn không mày? Mày người có trên chứ không phải người phàm. Mày người phàm đủ bán cháu gà mày mấy chục triệu. Đủ mà xí mấy em có biết vài chú Năm cặt nứng là sao mấy em? Cặt nứng là cặt bự đó biết không? Dạ. Mẹ vậy mà không biết nữa. Không biết cái tiếng nông na của người dân Nam Bộ đó vậy. Con ở miền Tây con biết rồi đó, giờ cái chiếc có biết à. Chó đứng rồi chứ làm sao mà vừa cặt nứng là sao ta? Ấy chà gà nứng là sao? Nó vậy này nhưng cặt nó nứng giờ hỏi đi. Nó ngồi ra chỗ không ngồi được đi, cà nang đi hoài à, biết không? Tụi má mày tụi quay tụi biết điều này không biết. Trời không biết đâu. Trời ơi, vậy em biết con được quay. Kệ đứa nào. Đứa nào phụ thuộc chú Năm kìa, chú Năm tính tiền rẻ kìa. Cái ông kẹt chị tính rẻ đủ mới ăn bánh thì trả tiền con ơi. Giờ mình không có gây đâu, đi bên kia rồi đi.